diện váy trơn tối màu. Đỗ Mỹ Linh vẫn rạng rỡ pose 72 dáng đúng đẹp, khiến fan phát sốt, đăng tải những hình ảnh quay trở công việc tại đài truyền hình sau kỳ nghỉ dịch. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ cảm xúc khi được đồng hành tại các hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2020 xuất hiện trên sóng VTV. Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã trở lại công việc với vai trò BTV truyền hình sau những tháng ngày nghỉ dịch. Khán giả cũng nhìn thấy được sự tự tin và bản lĩnh của nàng hậu trên bản tin tiêu dùng 24 giờ quen thuộc. Không dừng lại ở đó, Đỗ Mỹ Linh sẽ chính thức trở thành host của phần thi Người đẹp nhân ái và Head to Head Challenge của Hoa hậu Việt Nam 2020. Trong và cả sau nhiệm kỳ của mình, Đỗ Mỹ Linh đã thực hiện không ít những dự án thiện nguyện ý nghĩa. Tin chắc rằng, nàng hậu sẽ có thể giúp đỡ các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay hiểu được giá trị của lòng nhân ái và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với cộng đồng. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, Linh đã đồng hành với Hoa hậu Việt Nam ở nhiều vai trò, giám khảo, đại sứ, host trong các phần thi. Nếu lần này được trở thành MC chính thức, Linh sẽ có nhiều trải nghiệm mới. Linh rất háo hức mong chờ. Khi đồng hành cùng các bạn, Linh có thể tự nhìn lại mình của những ngày trước, tự nhớ lại những bài học mình đã trải qua, được học hỏi và truyền cảm hứng từ các thí sinh trẻ. Vốn dĩ giờ phút trao vương miện năm 2018, Linh tự hiểu rằng mình đã trao danh hiệu này cho người xứng đáng khác. Nhưng trách nhiệm với xã hội và với hình ảnh của bản thân sẽ luôn luôn còn mãi. Bởi Linh hiểu Hoa hậu là một danh hiệu, còn MC là một công việc. Dù đứng trên sân khấu với tư cách gì đi nữa, điều quan trọng với Linh vẫn là giữ được nhiệt huyết và dồn được tâm huyết cho việc mình sẽ làm. Đỗ Mỹ Linh chia sẻ, không chỉ là một nàng hậu đa tài mà còn là một MC đa năng. Trong vòng 4 năm kể từ ngày đăng quang, cô nàng liên tục khẳng định mình tại nhiều lĩnh vực khác nhau, khiến khán giả không thể quên được cái tên Đỗ Mỹ Linh.